Vâng, cháu chào cô. Cái thằng Khánh Bùi có còn trên mạng không? Có. Tao nói cho thằng Khánh Bùi biết này. Mày chỉ bỏ mặt lên mạng đi. Cái mặt của mày mà lên mạng ấy, chúng tao mà nhìn thấy ấy, thì cái mặt của mày còn không được như cái thằng Dũng xe ôm ấy, gãy hai cái răng cửa ấy, nghe chưa? Dù má mày mày sống ở cái đất nước Cộng sản này này, nha, mà mày bố lão bố tét đấy là tao ngắt lưỡi mày đi, nghe chưa? Mày biết con người Cộng sản như sao không? Tao nói mày biết mày. Tao nói mày cô nói cho cháu biết nha, cái thời mà chiến tranh ở Việt Nam đấy, thằng Việt Nam Cộng Hòa nó dắt cái thằng Mỹ nó về, thằng địa chủ thì nó dắt cái thằng Pháp về, thằng Nhật về, sau bị Bác Hồ đánh cho cởi quần cởi áo chạy đi rồi, sau là thằng Pháp về. Ôi cháu hỏi này cho cái thằng Khánh Bùi này là cái thằng nào cô? Cái thằng Khánh Bùi này là cái thằng nào? Mà có biết được nó là thằng nào? Nó đã đặt tên trời đất ở trên mạng ấy. Bọn này là toàn có cái bọn giáo dân ấy. Bọn giáo dân miền Nam ấy, ở Nghệ An ấy. Bọn đấy anh dám lên mặt ấy. Cháu hỏi vậy thôi chứ kệ người ta này, tự do ngôn luận mà. Biết rồi, nó chứ bênh vô cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà nó có biết là cái nhà cô này 7 người đi bộ đội nha. Vâng. 7 chị gái cô này, cô đây cũng đi này, cô ở bên làm mở đường đường 95 Lào này. Cháu không biết ấy, 12 đứa bạn của cô nó ngồi ở cái chỗ kia, một quả bom rơi xuống chẳng còn cái gì nữa. Còn á, các cô làm ở đường 95 Lào, đi làm sang Lào đấy, mà có 7 đứa con gái Việt Nam mình đấy. Nhưng mà cái bọn đấy là cái bọn Sài Gòn ngày đấy mới giải phóng đấy, thì là ngày đấy mới giải phóng thì là dân miền Nam Sài Gòn đấy là con gái con trai nó đi nhiều lắm, đi nhiều lắm này, thì là sau với nó đi hái rau đấy, bị cái bọn buôn bốt với lại cái bọn buôn bốt, cái bọn đấy là bắt được là nó. Rồi cái bọn Mỹ ngụy này này, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa ngụy đấy, ấn mà con gái ở trong miền Nam đấy, cháu cứ lên mạng cho hỏi những cái người sống ở trong miền Nam cho biết, bắt được cái người con gái Việt Nam ở trong miền Nam đấy, về từ 12 tuổi anh bắt được rồi, lại đấy cháu xem lên mạng cháu nhìn thấy đấy, anh chơi xong rồi anh giết chết rồi anh cây anh đâm cho từ hậu môn ra đằng miệng luôn. Cái bọn Mỹ ngụy này là anh tàn độc, anh giết người mình đấy, và anh buộc đồ xe tăng đấy nó kéo, mà không nghĩ anh dìm nước cho chết đi, mà anh chôn một cái hố 30 người đấy, 30 người con nít cũng có, con trai trai cũng con gái cũng có, anh chôn sống. Cái bọn Mỹ ngụy là ghê gớm lắm, ác độc lắm, không phải chuyện đơn giản đâu. Nên đến khi mà mình giải phóng được là tự tử, những cái thằng mà nó cầm đầu là tự tử chết, còn những cái bọn mà người ta biết nó rồi là nó chạy sang Mỹ hết. Còn cái bây giờ là hắn muốn thành lập là như này này, cho biết một cái nhóm giáo dân ở trong Nghệ An ấy. Vâng. Ở ngoài Hà Nội là cái bọn địa chủ, con cháu địa chủ nổi dậy cộng tác với cái bọn Việt Nam Cộng Hòa còn không thoát là ở Việt Nam. Cô nói cho biết chứ chửi Việt Nam mình là ác, hèn với giặc, ác với dân. Anh nói mà anh không biết nhục cái miệng của nó. Vâng. Anh nhục là anh nhục đi này. Cái khi mà anh giết người ta ấy, anh đóng đinh vào trong chân người ta đấy, rồi là anh đóng đinh vào đầu, anh đóng đinh vào tân tay, các khớp chân các tay đấy. Như ông bác nhà cô đấy đi tù ở trong 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 miền Nam, cái chỗ cơ đảo đấy, đóng như mấy cái người trong khớp chân khớp tay, bây giờ hai chân có đi được đâu, bây giờ ngồi xe lăn này. Vâng. Đó, thế bây giờ cô hỏi cháu này, cái cô nói đơn giản cái như này thôi, anh nói là anh đi tù cộng sản, bây giờ nó hận cộng sản. Thế thì hắn đi tù cộng sản, hắn đi về, hắn lành tay lành chân, nó sang Mỹ.
Nhưng mà cái người Việt cộng sản mình đi tù nó về có còn lành tay lành chân không? Đúng không? Nó đánh cho ma thân tàn ma dại luôn. Đấy, cho nên là những cái bọn mà mang cái mang danh cái lá cờ bao que đấy để đi dâng, nó càng dâng cái lá cờ bao que ra ấy, cả thế giới người ta biết được nó là cái bọn tàn độc. Bởi vì là cái khi mà Việt Nam mình chiến tranh với bọn Mỹ, bọn Ngụy đấy, là cả thế giới người ta ủng hộ mình, chứ không phải một mình Việt Nam mình. Nếu như không cả thế giới ủng hộ mình ấy thì làm sao mà mình thắng được chúng nó. Cả thế giới đã ủng hộ mà, người ta là này, cái người dân Mỹ đấy, người ta còn đứng ra cái ngày mà bắt anh Nguyễn Văn Trỗi để đi tử hình đấy, mình nhân dân Mỹ nha, nó còn bắt cóc đại tướng của thằng Mỹ đấy để trao trả tù binh với anh Trỗi đấy. Nhưng mà sau khi là ở bên Mỹ nó ngặt quá cho nên người ta phải thả cái ông ra, mà cái ông đó ra mà ông giấu, ông không nói để cho cái những các cái ông to bà tướng ở bên Mỹ biết. Người ta còn giúp Việt Nam mình như thế. Mà nó nói, cái thằng Mỹ nó nói đây này, công nhận là cái bọn Việt Nam Cộng Hòa là cái bọn cầm thú. Nó bảo nó không còn tình người nữa. Bây giờ cô nói giống nghe nha, nhưng nếu như lính Mỹ mà nó bắt được người Việt Nam mình đấy là còn lành tay tay lành chân, còn được về nhà tù nghiêm chỉnh. Nhưng mà cái bọn Việt Nam Cộng Hòa này mà nó bắt được đấy, một là cụt chân, mà hai là cụt tay, mà không thì là ăn dỗ đi theo nó. Ăn tra tấn cho bắt phải khai cái nơi bộ đội ở đâu, mà không là nó dìm nước, nó đánh nó cẳng tay cẳng chân cho. Cho nên là cái bọn này này, nghĩa là cộng sản ác hèn gì các bạn. Cháu dư sử cho em những các cái hình ảnh mà cái bọn cảnh sát Mỹ đấy nha, khi tham gia giao thông nha, đứng gọi đứng lại, giơ chân đưa tay lên, mà không giơ chân giơ tay không đứng lại anh bắn bắt chết luôn tại chỗ luôn, đúng không? Nhưng mà cô nói cho những cái bọn mà ba quê ở hải ngoại đấy, cái bọn chống cộng cực đoan đấy, nó chưa sủa về Việt Nam, nó nói là mình hiền với giặc ác với dân, tôi bảo chứ chúng tao hiền làm sao chúng mày cởi quần mình chạy vội thế. Nhưng cái ngày đấy chúng tao thực sự là chúng tao hối hận, cô nói đúng là hối hận. Nếu như mà không có cái tình nhân đạo để cho nó đi di cư ấy, thì cái ngày cô nói thầy với cháu này, các cô ngồi trên các cái xe tăng đấy để đi về thành phố đấy này, xe tăng ấy cho hai quả pháo rồi chết sạch. Người ta nghĩ cái tình người để cho nó đi tìm đường, nó nên cứu sống cuộc sống của nó. Bây giờ những cái người giàu đấy, người kia ông to ông tướng ông ta đấy, thì người ta tiền có bạc đầy ra, người ta không thèm nghĩ đến cái chuyện đấy. Người toàn có cái bọn như thế này, anh em nhà thằng Dương Văn Minh đấy. Thằng Dương Văn Minh này trước đây hắn đưa quân vào Việt Nam mình khủng bố một lần, bà bị Việt Nam mình nó có được nó giết chết, đúng không? Bây giờ anh em nhà bá là thù với Việt Nam mình, như là anh em nhà bá bây giờ ở bên, anh em con cháu nhà bá ở bên Mỹ đấy, đánh chứ đi tổ chức như này này, ví dụ như đi gõ mõ gõ chuông những các cái nơi chợ, rồi là nơi những cái người mà già đấy, những cái ông già bên đấy đi họp với hành đấy, nhà nước cứ cho 3 đô thì bớt chín đi cho nó lên 5 đô hay là 1 đô gì đấy, để cho nó mình gom lại được tiền đấy thì đi xây nhà, xây cửa nhà nó, chứ hắn gửi phải cho bọn Việt Nam ở bên này được bao nhiêu. Chứ không gửi đến những người mà người ta đi biểu tình ấy, chứ xí cho người ta được 200-300 đấy. Nhưng mà cái bọn mà ở Việt Nam mình ấy là hắn thuê những người này đi bán hàng rong. Việt Nam mình ấy cấm bán hàng rong, hắn đi thuê những người bán hàng rong, rồi những người nghiện hút, rồi là những người mà không hiểu biết về bên mạng, cộng đồng mạng đấy, lại đi đồng cho tiền, cho tiền đi tìm nhà, cho tiền ở nhà cái thế. Bây giờ không cho tiền xem nó có đi không? Nó đi thì nhưng nó thừa biết là đi như này là vô pháp luật, nhưng mà chẳng qua là nó bí đường cùng với anh là anh cứ làm cản anh đi thôi. Nhưng bây giờ cô mới nói với cháu là thế này, chiến tranh ở Việt Nam đấy, chính cô là người tham gia ở đấy, các cô còn cầm súng đi, các cô là người mở đường cho xe, cho pháo đi. Cháu cứ nhìn các cái đường, các tuyến đường các cô mở đấy. Đấy, đường 95 Lào, đường Trường Sơn, đường Trường Sơn có một đường đâu, 7-8 đường. Cô nói giống như này, đạn bay trên đầu, mở dưới này chứ phải phục ngày thì nghỉ, đêm thì làm, đêm tắt đèn làm.
mà nó vô vâng. đằng kia đằng sau mình đằng trước vẫn làm vâng. ngày có thể chết đâu. Nhưng mà anh cái ngày đó ấy, là người Việt Nam mình ấy, là chỉ muốn giải phóng dân tộc để đánh đuổi những cái bọn Hạ Ô này đi, chứ còn không nghĩ gì cũng chết cả. Nhưng bây giờ nói chứ nói là cộng sản không làm được những cái gì, chúng mày thử về Việt Nam xem là cộng sản có làm được cái ông viết không. Cộng sản bây giờ nó còn làm cả máy bay, nó còn làm cả tên lửa, nó bắn vào cái mặt chúng mày ấy. Chúng đừng có khinh cộng sản. Thì của những cái thành phần đấy thì mình không thèm chấp, tại vì là người ta hỏi đến cái câu đấy thì là mình biết là được là cái tầm hiểu biết và cái tầm suy nghĩ người ta đi của bọn này là cô chứ Mỹ nói chỉ hơn con chó mà đôi đũa mà thôi, chứ còn hắn không phải là người. Bây giờ cô nói cho cháu nghe là chiến tranh 30 năm dài dằng dặc chứ không phải 30 ngày đâu. Đúng. Cháu các cô chỉ có ăn tàu trong tàu bay với lại cuộc sẵn mà các cô vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Chứ thằng Việt Nam Cộng Hòa đấy, thằng Mỹ nó tài trợ chưa, nào là bom đạn rồi là B-52, các cô những khẩu súng xuống trường nhưng mà các cô vẫn bắn cho máy bay nó ở trên trời, nó rớt xuống đất xe xưa. Chứ còn bảo vệ cái bọn này thì chứ cái cô nói cho cháu nghe này, nếu không có cộng sản giải phóng đấy, nhân chứng sống người mà thật sự ra là hôm nay cháu cũng rất là tình cờ, cháu rất tình cờ đấy, được nghe cô kể chuyện này thật sự cháu rất là cảm động đấy. Thì nói cháu nghe nha, về các cô đi đi mình là con gái là nhiều bệnh tật trong người luôn, nhưng vâng. mà cô nói là với cháu các cô còn phải hàng tháng mới được tắm một lần, vâng. có đơn đâu mà đi. À, cá thì là nó ném bom xuống rồi cá nổi lên rồi đi nhặt cá về ăn, ăn rau ăn cỏ ăn vơn vẩn. Có người là sốt rét, rồi nhiều người chết vì sốt rét, không phải chết vì bom. Mà khổ lắm, tôi nói thật với cháu, máy bay mà bắt đầu nó đến là xuống nước là ngập lên đầu, xuống hầm ấy. Nhưng mà vẫn phải thế, có người vừa lò đầu ra, mảnh đạn nó bay vào mặt, coi như là mất cả đầu luôn. Người ta hy sinh như thế mới có cái ngày độc lập hôm nay. Nhìn cái EGIS bên kia kìa, nó đang ném bom chết bao nhiêu người kìa. Nhưng mà nó muốn, cháu không biết làm sao mà nó chứ chửi thằng Trung Quốc không. Nó chứ nói là Trung Quốc ở Việt Nam nhiều, nhưng mà nó mù mắt, nó không nhìn thấy người Việt Nam mình sống ở trên đất Trung Quốc còn nhiều hơn là người Trung Quốc ở Việt Nam. Nhưng mà những người ở Trung Quốc này, các cô hiện giờ đang ở Trung Quốc đi làm bên này, ở bên Đài Loan mình liếc đi làm này, cô làm mới dưới. Nhưng cô nói là bây giờ người ta hỏi đấy, thì cô mới nói này, những cái bọn đấy bay cái nhìn thấy nó cầm cái lá cờ vàng đấy lại bay biết. Chúng mày phải biết là chúng nó là ai rồi. Người Việt Nam đao ấy là người lá cờ đỏ áo vàng, mà chúng nó là cờ vàng. Thì hắn cứ nghĩ, hắn nhìn lại lịch sử đấy, thì hắn nghĩ, nó bảo là cái bọn này là cái bọn cầm thú ngày xưa là giết người như rạ, nó bảo thế. Anh ghét cái bọn này với cái bọn Nhật nhất. Người Trung Quốc ngày xưa là nó, bọn Nhật nó giết người dân nó rất là nhiều chôn sống, nào là giết như thế. Nhìn thấy cái bọn Mỹ Ngụy này là nó còn ghét cũng như thế. Nó bảo là Trung Quốc người Việt Nam là khổ với cái bọn đấy, nên là dân Trung Quốc nó ghét cái bọn cờ vàng lắm, không phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà các bọn cô này nói với nó là cái bọn đấy là cái bọn đấy đấy. Nên nó bảo là nếu mà hắn mà sang Trung Quốc để chúng tao bê nó đứt cho ta sáu ăn, không cần phải giết nữa. Nó bảo là nó ghét mức độ như vậy. Nên là cô nói là cái giống nhau, nước Trung Quốc nó cũng đầy những cái bọn mà cũng đối ngược lại với Trung Quốc đấy. Nhưng mà dân cộng sản Trung Quốc ấy, nó là nó không có tình người. Cháu không thấy nó mang quân đội về nó giết, bắn cái chết rã rã. Nó bắt người sống vào, nó mổ tim lấy tim lấy gan. Nó bảo cái bọn này có thể sống nhộng hại người dân, cho nên giết chết rồi. Cho nên bây giờ Trung Quốc có dám biểu tình đâu. Mà kể cả bên Mỹ, một cái nhà thờ đấy, nó chỉ có 2-3 thằng là IS trốn về đấy thôi. Mà thằng Mỹ nó đưa xe tăng đánh cho 2 quả liền, bom mà chết sạch, coi như săn bằng cái nhà giáo luôn. Việt Nam mình người ta thừa làm ra. Nhưng có cái là người ta muốn để cho quay đầu là bờ. Nhưng mà cô, như cô nghĩ ấy,
là có khi rồi người dân mình đây phải viết, mỗi người phải viết một lá thư gửi đến cho chủ tịch nước để cho người ta có một cái nghị quyết phải răn đe cái bọn này. Nhưng không răn đe đó, vừa rồi đấy nó còn mang cả bom ra sân bay này, rồi nó đánh chỗ công an này đó. Cho nên là mình ấy bây giờ có nói nghe này, cái bọn phản động bây giờ đấy là nó không có đi biểu tình ở đâu, đi biểu tình thì dân nó trả nó đừng đánh. Bây giờ nó có cái kiểu mới của nó này, đi tham gia giao thông, một thằng quay phim, thằng làm clip, hai thằng gây lộn với cảnh sát, đánh nhau cảnh sát đó. Bây giờ là nó tấn công vào những các cái đầu não của Việt Nam, ví dụ như là như thằng Dũng Mô Va đấy, là bây giờ nó đang tấn công vào những các cái người cầm quyền đấy. Nó bảo là như ông Trọng với lại ông những các cái ông Tô và tướng bà Thanh là những cái bà đấy mà không can san quyền cho nó là nguy hiểm. Thì cô bảo cái thằng Dũng Mô Va thì cô biết thằng béo này, cô chẳng cần đàn ông ấy, mình cô thôi. Cô chỉ vã một phát thì nó gãy hết cả sợi răng cửa, đừng có nói là không đội gì ai nữa. Nhưng mà bây giờ mà chính phủ mình tụi nó một câu vào đây này, cho dân là được, để cho dân với dân nó trị nhau khỏi cán bộ khỏi mang tiếng. Bây giờ chỉ có dân trị dân thôi là không có mang tiếng gì, để cho dân ra đừng đánh rồi như cái bọn ăn cắp chó. Bây giờ cái bọn ở bên hải ngoại đấy, cô nói hắn là quốc tịch Mỹ rồi. Cũng mấy cô hôm nọ cô nói với cái thằng ở bên đấy, cô bảo thế này, chúng mày đi sang Mỹ, chúng mày để lại này mồ mả tổ tiên ông bà nội bà ngoại con cái chúng mày ở Việt Nam đấy, là tao nói mình cái người sống nhà này chúng mày thôi, còn những cái bọn này ngụy quân ngụy quyền mà cụt chân cụt tay của chúng mày đấy, hiện nay đang sống ở Việt Nam đấy, cái cụt chân cụt tay này chúng mày không hưởng tiền mày cho nó ăn đâu. Nếu như không có cộng sản mở ra một cái nhà mà bán sổ số đấy thì cái bọn đấy đi bán để kiếm tiền ăn thì hắn còn sống ngày hôm nay, hắn chờ chúng mày mang tiền về cho nó không. Với lại cô nói một cái đơn giản này, cái mồ mả mà của cái bọn người Việt Nam Cộng Hòa mà chết nằm thẳng chân nằm tay ở nghĩa địa đấy, hắn có xây, hắn có xây gì đâu, chỉ có đắp đất thôi, mà không có cộng sản để cho dân ra chăm sóc thì ngày nay nó về có còn cỏ mà cắm không. Cho nên cái bọn này là cái bọn ăn cháo đáy bát, nó chỉ biết nói. Nói là cộng sản Việt Nam mình ác. Cô nói giống như nha, cảnh sát Mỹ mới chỉ gọi hai câu không đứng lại nó bắn chết luôn. Mà những người Việt Nam Cộng Hòa sang bên đấy, đấy không có ăn, đi ăn cắp ăn trộm, rồi là đi ăn xin ăn mày, rồi là làm càn, cảnh sát Mỹ nó bắn chết. Rồi có đứa em bé mới 15 tuổi thôi, nó bị hơi bị thần kinh một tí, gia đình nhà nó không giải quyết được thì gọi cảnh sát đến để giải quyết. Nó đến nó có giải quyết đâu cháu, nó bắn chết mẹ đi. Cái câu hỏi đây này, những cái người mà trước đòi tự do cho ở Việt Nam đấy, cái để thương đồng bào Việt Nam đấy, chứ sao không thương đồng bào của mình ở bên đấy đi. Đúng. Bây giờ cô bảo nó này, nó có dám đi ra đường đi biểu tình rồi là thằng Mỹ sao mà tao đi theo mày, à, tao đi giết cũng phản, tao đi theo mày, mà tao đi làm cho mày nhiệt tình như thế, mà bây giờ tao thằng đây rồi mà chúng mày còn bắn tao chết, với lại chúng mày đề vào trong nhà giết chết chúng tao, có dám đi ra đường biểu tình như thế không? Cô nói thằng này bố thằng Việt Nam Cộng Hòa ở bên đấy 10 thằng cũng dám, nhưng mẹ chứ bây giờ bọn này mới kéo cờ ra đường mà biểu tình thằng Mỹ chứ, nó bắn chết lặt hết bọn này. Ra biểu tình nó bắn ngay. Đấy. Đấy. Sao? Tại vì nó đang muốn tẩy chay cái bọn này mà. Cô nói thẳng như là ở Việt Nam mình này, cái ông Lisa Phạm với lại bọn con Trăng Lê với lại mấy cái ông Đào Minh Quân ấy khủng bố ở Việt Nam ấy. Việt Nam mình thực sức bắt cái bọn này ra, nhưng người ta chỉ nghĩ tình này, người ta chỉ nghĩ tình thì nghĩ thôi, thì là hắn là một cái thằng ăn mày đi ăn bám ở nước người ta rồi, thôi để tuấn sống người nào ăn sống cũng chẳng sống được bao nhiêu nữa, mình là nghĩ như thế. Nhưng hắn nói là mình hèn với hắn, nhưng lúc hắn cứ tưởng là mình hèn, mình là Việt Nam mình là chỉ nhân nhượng, nhưng mà theo cô đó, người ta thường nói rằng càng nhân nhượng giặc nó càng lớn tới. Mà cái bọn này hắn là cái bọn lão tôm lão cá, mà không răn đe nó là được từng đầu nó lăn đường đuôi, cho nên là mình không thể chấp nhận được nó. Cô nói thật với cháu,
nói tiếng nói nó hình cộng sản, cô không hiểu nó hình cái gì. Bây giờ cô nói giống như nha, một cái đất nước Việt Nam là khi mà giải phóng được thằng Pháp thì là từ Bắc vào Nam là đều là chống Pháp, chống Nhật, đúng không? Đến khi giải phóng xong là cái thằng Mỹ đấy nó đưa thằng Pháp về, thằng Pháp rút lui rồi, mình đánh cho thằng Pháp rút lui thì thằng Mỹ nó nhào đến. Nó nhào đến là nó dựng lên một cái chế độ độc tài Việt Nam Cộng Hòa. Nó kéo máy chém từ ở Sài Gòn vào đến nhà quê, nó chém, dám người ta đặt đầu. Có nghĩa là cái thời đấy chế độ là máy chém đấy là có nghĩa là nó cứ nghi ngờ là nó đưa lên là nó phải. Cái máy chém này ấy là của thằng Nhật Bản nó để lại. Vâng. Rồi là thằng anh em người thằng Ngô Đình Diệm mới mang ra. Và cô nghĩ cái này, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa này này, cô nghĩ chúng nó không có óc, nó không có tim, là hắn không biết nghĩ. Cô nói đơn giản một cái này thôi, nó tự lật đổ ông Ngô Đình Diệm, nó giết ông Ngô Đình Diệm, chính nó giết ông Ngô Đình Diệm nha. Mà bây giờ nó lại mang ảnh ông Ngô Đình Diệm ra nó tuần thờ, thì cô trong nghĩ rằng là cái ông Ngô Đình Diệm ông chết dưới đất, ông nghĩ thế nào? Cái bọn này thần kinh à, chúng mày giết tao rồi mang tao lên đi tiêu ở trên đường. Cho nên cô nghĩ chúng nó chỉ hơn con chó mà bê đùa là không có sai. Cho nên cô bảo thế này, nói chuyện với cái người khôn ấy, người ta là người khôn thì nó ngái, mà người dại mà đập vào mặt không biết. Cho nên là cái bọn ngụy quân ngụy quyền này, cho nên cháu thử nghĩ rằng tại sao người ta nói là ngụy quân ngụy quyền. Ngụy là mặc áo ngụy, là tay sai. Nghĩ mà quyền là không có quyền lợi gì đấy. Cái khi mà mình ra tòa án của thế giới ấy, cái bọn ngụy quân ngụy quyền này có ra làm việc không? Toàn thằng Mỹ à, toàn thằng Dương Sơn đi à, thế không phải là cái bọn tay sai làm gì. Thế bây giờ cô nói nha, một cái đảo Hoàng Sa đấy là thằng Dương Sơn ấy là nó cho thằng Đài Loan, thôi bây giờ tao thua thằng Việt Nam rồi, cái đảo này mày ra mày chính bọn Việt Nam Cộng Hòa nó đang ở đấy, thì nó mang bom ra nó ném bọn Việt Nam Cộng Hòa thì chết nghển rất ngông ở ngoài đấy. Rồi bây giờ bởi vì là cái thời mà máy bay mà B-52 nó ném ở ngoài Bắc mình 12 ngày đêm đấy là nó đậu bên Đài Loan đấy, thế bây giờ thằng Hun Sơn là nó trả công cho thằng Đài Loan là cái đảo đấy. Bây giờ là cái bọn mà chó chết ở bên hải ngoại đấy, cái bọn chống cộng cực đoan, cái bọn thần kinh ấy, bọn không óc không đầu đấy, nó chính sủa về Việt Nam, nó bảo là Việt Nam mình bán đất bán biển. Cái cô bảo này, chúng mày bán cho người ta rồi chúng mày lại hô khẩu hiệu kêu cộng sản chúng tao đi cướp về, nói cái gì nó cũng phải có một cái phải có một cái nói cái gì phải cho người ta nghe, nó lột vào tai. Thế bây giờ mình tự bán đấy mà chính cô ở bên này người ta kể cô biết được. Thế thứ hai là ông Nguyễn Phương Hùng, cái ông gì đấy, ông trời, ông cao kỳ, ông nói, ông bảo là cái bọn ở bên này ngoài là toàn có cái bọn ông kẹo, ông quạt, toàn cái bọn lừa đảo, chứ không có làm được cái trò trống gì đâu, mà có diễn hề diễn kịch cũng chưa làm biết cái bọn này. Hôm nay cô nói ông nghe nhà hôm trước những cái bọn dân oan sang bên đấy, cái bọn mà chứ biểu hiện hàng ngày mà dân oan dân chủ đấy, rước một số chạy sang Campuchia rồi nó rước sang Mỹ đấy. Thế bây giờ Mỹ nó trục xuất về 7.000 người đấy. Vâng. Thế Việt Nam mình mà không cho nó về thì nó ở đâu? Nó ở đâu? Mà suốt ngày ở bên nó sủa về. Bây giờ cô nói này, mang người ta sang này bỏ rơi người ta bên đấy, như ông Điếu Cày này, con Kim Thành này, ông Huy Hà Vũ, thằng Huy Hà Vũ là để Việt Nam mình cho cơm cho gạo ăn, sang bên đấy đi học để về đi dạy đời ở Việt Nam, nó sang bên đấy đi theo cái bọn đấy, cũng Huy Hà Vũ đấy, đấy như thằng Điếu Cày với lại thằng con Kim Thành ấy, thằng Huy Hà Vũ bây giờ cũng sang bên đi nhặt rác làm gì đấy, ông cùng với ông nói đấy, sang bên đi nhặt rác đấy. Cái này ở Việt Nam không phải đi nhặt rác, ngồi ăn ngon ngủ kỹ chẳng phải làm gì, là có đồng lệnh về ăn. Thế bây giờ sao bên đi nhặt rác, ở bên không có người nhặt, sao nó phải sao đi nhặt, nên người ta cũng
Người ngu là đi này, người ngu làm giàu cho người khôn. Người khôn thì như này, như bọn thằng Nguyễn Lâm Thắng, như những cái bọn mà cầm đầu mà vừa rồi Việt Nam mình bắt một loạt đấy. Vâng. Như cái ông Nguyễn Thái Hợp đấy, rồi thằng Nam, thằng Thục đấy, cái bọn là cầm đầu. Thằng Nam, thằng Thục nó bảo cô và cháu bảo nó làm cái gì mà nó xây nhà biệt thự. Chơi. Thằng Nam, thằng Nguyễn Thái Hợp nó làm cái gì? Mình nhà thì nó bỏ trong ngân hàng từng thằng Băng này. Rồi là những cái thằng Dũng Ngô Va này. Cháu bảo cái thằng ăn cắp vặt nó làm cái gì ra tiền nó mua xe hơi đi. Lấy dùng ngu làm dầu người khôn. Người ngu này đi. Dùng những cái con mà con cờ bạc này, con thuốc viện này, những cái con bán hàng rong này. Ở bây giờ Việt Nam mình cấm bán hàng rong này, nhặt những các cái đứa đấy đi đổi tiền để kiếm ăn. Đó, dùng người ngu đó, cho ra 200. Rồi là cái bọn hải ngoại kia kìa. Để dùng cái người ngu ở Việt Nam này, đấy là những cái thằng cầm đầu bây giờ đi tù đấy. Nó là bọn hải ngoại khôn hơn cái bọn trong này. Cô nói giống như Việt Nam mình bây giờ đi làm một tháng lương 7-8 triệu, 10 triệu, trở về cao 10 triệu, 7-8 triệu, của công là 7-8 triệu. Tôi làm một năm tôi có hơn 100 triệu. Bây giờ tôi vào đi tù trong mấy chục năm này, vậy rằng là nó cho bên kia vài chục triệu có đáng không? Đấy, có đáng đâu. Con cháu mang một cái tên con cháu đi chỗ nào người ta bảo bố mẹ nó là phản quốc đấy. Đúng. Rồi làm cái gì? Đi học làm cái gì? Cái bọn mà đi biểu tình hàng ngày tốt nhất đừng có cho con đi học. Đi học đi ra xã hội chẳng làm cái gì. Con mới ở bên cô có một con mẹ nó đi biểu tình nên mà sang bên này là phút này chị em nó chửi rủa rồi. Nó còn đánh rồi. Nó mới chửi rủa đâu. Xong rồi nó còn ảnh hưởng đến tương lai cái con cháu của mình chứ. Vì sau phát triển hay con cháu không phát triển được không? Cho nên người ta bảo là con người ấy, chó ba khoanh với nằm, người ba nhằm hoặc làm những các cái việc gì. Mình làm một cái việc gì mình phải suy nghĩ cái tương lai của mình.